Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin Cà Mau trên 7. Hôm nay thứ Hai, ngày 8 tháng 10, những tin tức nóng nổi bật trên các lĩnh vực trong tuần qua sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Công an thành phố Cà Mau bất ngờ kiểm tra hành chính tại cơ sở giải trí New World, phát hiện nhiều đối tượng nam nữ có sử dụng chất ma túy. Bắt hai đối tượng thuê xe cẩu trộm 5 tấn tôn thép giữa ban ngày. Trong mấy ngày vừa qua, tại khoa lọc máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, có một bệnh nhân rất đặc biệt thu hút sự tò mò và chú ý của nhiều người, bởi bệnh nhân này sở hữu chiều cao khủng so với người thường. Thưa quý vị và các bạn, qua công tác nắm tình hình vào khoảng 1 giờ 45 phút ngày 5 tháng 10, các đơn vị chức năng của Công an thành phố Cà Mau đã bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính tại cơ sở giải trí New World, số 210 khóm 2 phường 6 thành phố Cà Mau, phát hiện nhiều đối tượng nam nữ có sử dụng chất ma túy. Từ đó, tại cơ sở này, ngoài một số lỗi vi phạm về hành chính, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện tại một số bàn phục vụ khách có 6 bịch ni lông bên trong có chứa tinh thể trong suốt dạng rắn nghi là ma túy, 5 viên nén màu xanh nghi là thuốc lắc. Lực lượng làm nhiệm vụ đã mời 56 đối tượng nghi vấn về cơ quan công an để làm việc. Qua kiểm tra nhanh phát hiện 41 đối tượng, trong đó có 9 nữ dương tính với chất ma túy. Được biết, cơ sở trên do ông Nguyễn Văn Dũng sinh năm 1996 làm chủ. Đây là một trong những cơ sở giải trí theo hình thức quán bar thu hút rất đông thanh niên đến đây mỗi đêm. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành xử lý theo luật định. Khoảng 18 giờ ngày 1 tháng 10, lực lượng cảnh sát 113, cảnh sát trật tự, phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an tỉnh Cà Mau đã tiến hành kiểm tra hành chính và phát hiện nhiều đối tượng đang tham gia đánh bạc bằng hình thức lắc bồ cua trong một ngôi nhà thuộc khu vực khóm 7, phường 8, thành phố Cà Mau. Được biết, ngôi nhà trên do bà Quách Thị Lụa, sinh năm 1970, cư ngụ khóm 3, phường 8, thành phố Cà Mau quản lý. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 10 đối tượng có liên quan đến hành vi lắc bầu cua ăn tiền, thu giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng trên 30 triệu đồng, cùng một số tang vật có liên quan. Hiện vụ việc đã được chuyển về cơ quan công an để điều tra, xử lý theo quy định. Ngày 5 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cà Mau ra quyết định tạm giữ đối tượng Lê Phạm Việt Long, sinh năm 1992, và Trần Ngọc Dũng, sinh năm 1980, cùng cư ngụ khóm 1, phường 5, thành phố Cà Mau, về hành vi trộm cắp tài sản. Theo đó, điều tra ban đầu khoảng 14 giờ 30 phút ngày 4 tháng 10, phát hiện tại bãi đất trống thuộc khu vực khóm 4, phường 5, thành phố Cà Mau, có nhiều tấm tôn bằng thép không người trông giữ. Long và Dũng đã nảy sinh ý định trộm cắp. Long đi thuê ô tô tải có cần cẩu đến địa điểm trên trộm 18 tấm tôn có trọng lượng khoảng 5 tấn. Đang trên đường vận chuyển đến khu vực khóm 6, phường 1, thì cả hai bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ cùng với tang vật. Mỗi tấm tôn được Long bán cho tiệm phế liệu với giá gần 2 triệu đồng. Mở rộng điều tra, cả hai khai nhận đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp như thế tại các địa bàn phường 6 và phường Tân Thành. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Trong mấy ngày vừa qua, tại khoa lọc máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau có một bệnh nhân đặc biệt thu hút sự tò mò và chú ý nhiều người. Bởi bệnh nhân này sở hữu chiều cao khủng với hơn 2m4 và cân nặng hơn 100kg. Bệnh nhân đó là anh Hồ Văn Trung, ngụ xã Chi Ngân Đông, huyện Ngọc Hiển. Năm nay 34 tuổi, là con trai cả trong một gia đình có 4 anh em. Từ lúc nhỏ, cũng như bao chàng thanh niên khác, anh phát triển và sinh hoạt bình thường. Đến năm 18 tuổi thì mọi thứ thay đổi. Sau một cơn sốt, cơ thể anh Trung phát triển đột ngột với tốc độ nhanh chóng. Trong vòng hơn 10 năm, chiều cao của anh từ 1m7 đã lên tới 2m5 và cân nặng hơn 100kg. Bàn chân to sắp cưỡi người thường, tay dài liêu nghiêu, phản ứng chậm chạp. Ở gia đình cũng xin hỏi ở trưởng khoa với trên giám đốc là làm cái giường để cho em nó nằm. Thấy gì anh em của Trung với bà con cô bác cũng tập trung là cho tiền làm cái giường 1,7 triệu để cho em nó nằm. Anh chỉ cái gì được mấy công viên ở dưới Nhân Miên là đi chỉ có xuống rồi đặt lú rồi với đặt cua rồi chứ ngoài ra không làm công việc gì hết. Cái chiều cao của mình mình có ảnh hưởng gì tới sinh hoạt hay là công việc mình nặng? Có đi đứng khó khăn, nó làm đi vô nhà rồi mất hung, rồi lúc khỏe thì ăn cũng được 6-7 tiếng, nhờ bệnh thì ăn được. Theo như chia sẻ từ gia đình, anh Trung là người hiền lành, chăm chỉ, thường xuyên phụ giúp gia đình trong coi vuông tôm.
bình thường mỗi suất ăn của anh đều gấp đôi người khác. Sở hữu dốc dáng khổng lồ nên đi đến đâu anh luôn là tâm điểm chú ý của nhiều người. Chính vì vậy, anh luôn tỏ ra mặc cảm và ít tiếp xúc với người lạ. Ngay cả chuyện vợ con anh cũng không dám nghĩ tới. Một năm trở lại đây, sức khỏe của anh có dấu hiệu suy yếu. Bệnh trở nặng, anh được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán anh bị thiếu máu trầm trọng và phải trải qua 3 lần chạy thận. Mới thông tin đây cũng có mạnh thường quân có nhân dịp đến đây nữa. Cũng tặng ảnh hình như là 1 triệu chứ. Gửi thông tin này sẽ lan tỏa đến những mạnh thường quân khác. Thì chắc ăn thì sẽ nhiều người đến thăm hỏi và hỗ trợ cho anh. Còn riêng phòng thì sẽ viết một bài để những cái nhóm mạnh thường quân thường làm công tác xã hội ở bệnh viện này đó, để nối kết lại, họ sẽ vận động tiếp mình. Nếu mà được bao nhiêu tiền thì mình sẽ đến hỗ trợ cho anh Trung trong quá trình điều trị. Tại khoa lọc máu, hình ảnh người đàn ông cao lớn nằm trên chiếc giường tự chế mà người nhà đem từ cái nước lên. Không vợ, không con, giọng nói thiều thào yếu ớt, khiến người đối diện không khỏi xót xa. Điều may mắn nhất bây giờ anh Trung có được là một gia đình yêu thương và sự sẻ chia từ cộng đồng. Không cần những cơn mưa nặng hạt, đoạn đường Phan Ngọc Hiển nối dài, ngay phía trước khách sạn Mường Thanh lại bị ngập trong nước. Các phương tiện mỗi khi lưu thông qua đây gặp rất nhiều khó khăn do phải di chuyển qua đoạn sông bắc đất chỉ này, nhất là đối với xe mô tô, xe gắn máy. Khu vực bị ngập sâu và thường xuyên nhất mỗi khi trời mưa chỉ dài hơn 200 mét. Chỉ cần một vài cơn mưa nhỏ thì nơi này ngập trong nước. Các cống thoát nước hầu như bị tê liệt. Phương tiện lưu thông qua đây phải bị bõm trong nước. Khó khăn nhất vẫn là các phương tiện xe mô tô, xe gắn máy. Nhiều phương tiện xe mô tô gắn máy qua đoạn đường này đôi khi phải gặp những tình huống dở khóc dở cười khi chết máy hoặc phải hứng chịu những loạt nước bắn tung tóe từ các xe ô tô đi cùng chiều. Được biết, tình trạng ngập nước tại đoạn đường này đã xảy ra từ lâu và diễn ra thường xuyên mỗi khi trời mưa, dù lượng mưa không lớn. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn chưa được khắc phục. Thiết nghĩ, các đơn vị quản lý cần có biện pháp khắc phục nhằm tạo điều kiện để người dân lưu thông qua khu vực được dễ dàng, đồng thời trở lại vẻ mỹ quan tuyến đường được đánh giá là đẹp tại trung tâm thành phố Cà Mau. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Cà Mau trên 7 hôm nay. Rất mong nhận được tin bài, video cộng tác của quý vị và các bạn. Chúng tôi sẽ chi trả những bút thù lao đúng theo quy định. Mọi thông tin chi tiết xin gửi về địa chỉ email toasoanbcm.dientua@gmail.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sau.